Hello, chào tất cả anh em. Hiện tại thì mình đang ở salon siêu thị ô tô Sài Gòn. Thì mình cũng hay đi xử lý mấy cái bàn với lại mấy cái lỗi cho mấy cái salon ở Sài Gòn đó các bạn. Và những salon mà mình hay làm đó các bạn, thì họ phải cần mình làm phải chính xác và nhanh nha. Tại vì nhiều khi khách lên coi xe nè, rồi cái nhiều khi phải dời xe từ sau lên trước đó các bạn. Xe thì kín cả lối đi nha. Và chiếc này thì mình đang kiểm tra cái đề của nó đây, nó đề không có được đó các bạn. Để mình quay một vòng cho các bạn xem nha. Từ các dòng xe cao cấp đến dòng xe trung bình, bán tải, sport, hai cửa rồi, 7 chỗ rồi, nói chung rất là nhiều các bạn. Và cái này thì ở trong thôi, còn ở ngoài nữa các bạn, còn nghiêng một dàn xe ở bên ngoài nữa, rất là nhiều luôn. Nếu mà như đây xe mà đem ra thay nhớt thì chắc cũng khoảng 3-4 ngày mới xong hết luôn các bạn. Và để kể tên từng xe thì chắc cũng hơi bị lâu các bạn. Chiếc này đã lên status mà giờ đề không được nha các bạn. Vừa mình đang chắc bấm cái móc là nó không có tín hiệu, chắc là nó bị hết pin rồi. Và mình đang xử lý nó nè. Xe ở đây thì cứ gọi là bao la bát ngát. Mình hay đi xử lý mấy cái ban nhanh cho salon nè. Phải xử lý nhanh mới được nha các bạn. Tại vì khách đến coi xe mà phải giờ đề không được đây. Mấy cái này thì mình cũng hay làm thường xuyên. Tại vì trước khi chúng ta bấm lên mà cái mốt nó không có nhảy đèn rồi nè, là status nó không có nhận được cái tín hiệu để nó cấp nguồn nó đề đó các bạn. Sau khi thay pin cho rồi các bạn thì nó đã có tín hiệu rồi nè. Đây nha. Rồi, đơn giản nha các bạn. Bên này. Cứ tưởng bị gì, cầm theo OBD test đồ luôn. Kêu anh ơi, cái xe em câu bình rồi mà đề không được. Kiểm tra cái lốp lạnh em bị gì? Hả? Lốp lạnh nè. Ok. Là tôi hiểu gà đúng không? Đừng mới làm đấy. Có lại rồi. Ok. Rồi quay YouTube đây. Cái gì bị lóc gì đó. Tí nhớ bỏ chìa khóa ra nha. Đừng để chìa khóa. Đừng kéo cái cửa xuống nha. Đừng có lóc lên là được. Rồi, ok. Hết pin. Hết pin thôi chứ gì đâu mà. Anh ơi, xe đề không được. Dọn đồ cho nó xuống. Xong rồi nha anh em. Thật quá.